Zikao đưa linh số trên chào tất cả các bác ngoại miền Tổ quốc gần xa nhé. Thì hôm nay bên em lại về một cái sản phẩm mới là súp điện bát 30 Tannoy. Vâng, thì đây là cái dòng hàng nhà máy của bên em vừa nhập về xong, giới thiệu đến các bác. Đây là em quay buổi tối, nó hơi tối tí ạ. Hàng vừa về chiều nay xong các bác ạ. Thì tất cả những cái sản phẩm bên Zika Audio Linh Số thì luôn luôn là hàng chất lượng, thì bán ra thị trường tất cả các bác ở mọi miền Tổ quốc rất là tin yêu. Và có những cái bác cũng nhắn tin cảm ơn về hàng hay quá, sản phẩm tốt quá và chất lượng cái tầm tiền thì lại rất là mềm. Thì đây là cái sản phẩm mới bên em vừa về xong thì em giới thiệu các bác nhé. Đây là cái súp Tannoy bát 30 bát hầm. Mã của nó là MS10. Vâng, về cái giao diện đây này. Để về cái giao diện cũng như cái dòng khác đó là được sơn sần màu đen, rất là ngầu, rất là khỏe và rất là lì. Đặc biệt phía trước được sở hữu 4 cái lỗ thông hơi phía trước, trông rất là khác biệt, trông rất là hiện đại. Chữ logo được dập nổi, dập đục luôn. Đây đục đây này. Đây ạ. Rất là đẹp. Mang trong mình một cái gì đó rất là nhiều sức sống, khỏe khoắn. Mà thấy không? Cái thùng rất là dày. Thì bát thì được làm bên trong. Đây, trong lòng này này. Đây đang hoạt động đấy ạ. Đang em đã sờ thấy rồi đấy ạ. Nhìn rất là hâm hố. Hai bên này được vì nó rất là nặng và được thiết kế hai cái tay sách ở cả hai bên này, các bác có thể bê kênh thoải mái. Em quay xung quanh tổng thể. Vâng, thì đây là cái giao diện phía sau của cái súp Tannoy mã là MS10. Là bên em đang đấu trực tiếp từ vang nhá. Về tín hiệu đang hoạt động của cái trầm này đang hoạt động đấy ạ. Xuống rất sâu luôn. Đấy, đây là sản phẩm mới bên em mới về đấy ạ. Vâng, sau đây em sẽ tắt súp đi nhá, để các bác trải nghiệm cái chất nhạc không có trầm nhá. Để em tắt đi đấy ạ. Thì cách đấu ghét cũng như tất cả các dòng súp điện khác thôi ạ. Một là đấu từ vang, hai là đấu từ âm ly, ba là đấu từ đằng sau đẩy, đều được hết ạ. Thì có những cái giúp điện bên em cũng đã hướng dẫn rất là kỹ cách đấu ghép, cách kết nối. Còn đây là em giới thiệu sản phẩm mới và thử tiếng trầm. Em bật trầm lên này, xuống rất sâu này, công suất 270W đây ạ, 270W chạy điện 220V. Và nó cắt cũng ở cái tần số này 40Hz đến 150Hz, xuống rất sâu luôn. Tất cả những cái dòng bên em là dòng nhập nhà máy hết nhé. Vì thế các bác ở mọi miền Tổ quốc yên tâm. Em quay ra phía trước tổng thể đấy ạ. Bốn cái lỗ thông hơi phía trước này trông rất là khác biệt so với các dòng khác. Còn bên em hơi bừa bộn, nhìn rất là khỏe, đầy sức sống. Căn bản nhất chúng ta mua trầm nó là gì? Đó là cái chất trầm nó phải chắc, gọn và đôi khi nó rất là sâu, nghe rất là sướng. Nó không phải như cái dòng rẻ tiền trôi nổi trên thị trường, nghe cái tiếng trầm rất là bẹt và bị kéo dài, nghe rất là ù tai. Đấy là những cái dòng mà em khuyên các bác là tránh mua phải.
nguyên tắc của trầm nó phải chắc gọn. Đấy, thì đúng là chất trầm. Là cái giải âm trầm nó phải sâu, nghe nó sướng á. Mà một bộ làng karaoke gia đình mà thiếu trầm thì em nghĩ là rất là khó nghe, vì nó thiếu giải và có rất là khô. Các bác chỉ cần thêm trầm vào phát thì nó khác hoàn toàn luôn. Nên là cách đơn giản để cải thiện chất âm của gia đình. Vâng, các bác nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh Benji Cao đường lên số nhé. Hôm nay em cái test chất trầm này cảm thấy rất là ok, rất là ổn. Không có gì phải chê, không có gì phải không có gì phải chê. Bên Dì Cao đưa lên số rất là hài lòng về những sản phẩm chất lượng mà đến tay được các bác mọi miền Tổ quốc. Vâng, sau cùng thì Di Cao đưa lên số chúc các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe dồi dào nhé, và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.